nay mình làm video hướng dẫn các bạn cài IP cho VPS Linode. Thì một số VPS Linode sau khi tạo xong ấy, thì nó sẽ không có mạng ngay, hoặc là một số VPS thì nó hay bị ngắt mạng, và một số VPS thì mạng nó không ổn định. Thì mình làm video này để hướng dẫn các bạn cài IP, cài mạng cho VPS Linode để hạn chế rồi nhé, chứ không phải khắc phục 100%. Bạn nào áp dụng dùng được thì làm theo, bạn nào áp dụng mà không dùng được thì thôi, làm sao không làm. Đấy. Thì đầu tiên thì các bạn chuột phải vào cái biểu tượng mạng ở cuối màn hình góc bên tay phải gần chỗ giờ ấy. Rồi chọn Open Network and Setting Center. Thì cài mạng này nó cũng giống cài mạng của DO thôi. Rồi tiếp theo các bạn vào ETHnet Intercare 0 nhé. Rồi chọn Properties này. Rồi các bạn chọn Internet version 4 nhé. Các bạn làm đúng như cái trên màn hình mình làm. Rồi chọn Properties. Rồi ở đây các bạn chọn User Following IP Address. Tiếp theo các bạn phải cài IP này. Thì cái địa chỉ IP, cái dòng đầu tiên này, thì các bạn cài đúng theo cái địa chỉ IP của cái VPS nhé. Thì hiện tại là cái VPS của mình có IP là 139.162.54.11. Rồi tiếp theo xuống dòng thứ hai. Dòng thứ hai này thì các bạn cài mặc định cho mình là 255.255.240.0. Cái VPS nào cũng sẽ cài như thế này nhá. Cái dòng thứ hai này, dòng thứ ba thì các bạn sẽ cài một nửa là IP của VPS, còn phần còn lại thì mình sẽ hướng dẫn. Là phần nửa đầu tiên là 139.162. Đây, 139.162 là giống cái IP của các bạn. Còn phần còn lại hai số cuối là 0 và .1. Rồi, các bạn lưu ý là các bạn phải tùy chỉnh sao cho nó giống như trên màn hình nhá. Tức là địa chỉ IP VPS của bạn như nào thì bạn sẽ điền đúng dòng đầu tiên như vậy, và dòng thứ ba thì các bạn điền một nửa, còn hai cái số còn lại thì các bạn điền số 0 và số 1. Rồi dòng hai dòng cuối thì các bạn điền 8888 và 4444. Thì cái VPS nào các bạn sẽ cài như thế này, chỉ khác nhau cái phần IP chính thôi. Rồi ấn OK này, ấn Yes này, ấn Close này. Các bạn đợi một chút, nó sẽ bị mất mạng một lúc đấy. Đấy, mất mạng trong một giây đấy. Rồi ấn Close. Rồi OK. Đây là sau khi các bạn đã cài xong IP rồi nha. Video chỉ thế thôi. Các bạn nào áp dụng được thì OK, không áp dụng được thì mình cũng bó tay, tại vì mạng các quang nó vẫn đang đứt đến tháng 3, tháng 4 cơ. Chào tạm biệt các bạn nha. Có nhu cầu thuê VPS treo game, truy cập ngay vpspk.com hoặc facebook.com/vpslangla. vpspk.com bán các loại tài khoản và VPS cũng như các dịch vụ về YouTube, tăng 1.000 subscribe và 4.000 giờ xem cho YouTube, cũng như tăng 100.000 subscribe cho kênh YouTube Nhận Nốt Bạc. Cảm ơn các bạn.